hay, hậu trường lại lầy lội. Bảo sao Phù Gia Hoàng Hậu lại là phim hot nhất mùa hè này? Lên sóng vào giữa tháng 6 năm 2018, Phù Gia Hoàng Hậu hiện đang là một trong những bộ phim truyền hình thu hút rất đông sự quan tâm của khán giả. Mới đây, những hình ảnh hậu trường hài hước của bộ phim này đã được phía nhà sản xuất tung ra khiến khán giả vô cùng thích thú. Phù Gia Hoàng Hậu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đẹp nổi tiếng như Dư Mịch, Nguyễn Kinh Thiên, Cao Vĩ Quang, Lưu Dực Quân. Phù Gia Hoàng Hậu trở thành bộ phim truyền hình hot nhất hè năm nay. Mới đây, những hình ảnh hài hước của dàn diễn viên chính trong phim đã được phía nhà sản xuất tung lên mạng. Những hình ảnh này ngay lập tức thu hút khán giả. Trái với những toan tính ở trên phim, hậu trường phía sau vô cùng hài hước và vui vẻ. Những phân cảnh làm màu thất bại của trường tôn vô cực Nguyễn Kinh Thiên khiến cho người xem phải cười không dứt. Những nụ cười thoải mái phía sau hậu trường của bộ phim cũng khiến khán giả cảm nhận được không khí vui vẻ của đoàn làm phim. Phù Gia Hoàng Hậu đã lên sóng những tập đầu tiên và thu về rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng của bộ phim. Hy vọng vào những tập sau, bộ phim sẽ càng hấp dẫn và thu hút khán giả hơn nữa.